Cuộc đời chúng ta sống 70 năm, sinh ra với hai bàn tay trắng, chết đi cũng trắng hai bàn tay. Tỷ phú chết đi cũng trắng hai bàn tay thôi. Vậy chúng ta học được cái bài học gì trong 70 năm này? Trước khi vào cái phần lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng văn hóa đọc, thì để tiếp lời của bên anh Phước, của một cái anh rất là thành đạt về doanh nhân, rồi cũng không chịu đọc sách, đặc biệt là sách tinh hoa anh không đọc. Nên mặc dù anh có tiền nhưng cái sự thức tỉnh nó không có. Để rồi một ngày trượt chân vào trong tù, rồi trong tù có thời gian, rồi mới đọc sách, rồi mới nhận ra, rồi mới viết thư cảm ơn. Như vậy coi chừng trong tù lại là một ân nhân à. Coi chừng tù lại là một bài học lớn để cho họ nhận ra vấn đề. Cuộc đời chúng ta sống 70 năm, sinh ra với hai bàn tay trắng, chết đi cũng trắng hai bàn tay. Tỷ phú chết đi cũng trắng hai bàn tay thôi. Vậy chúng ta học được cái bài học gì trong 70 năm này? Nên rõ ràng anh ta thành đạt không mang lại bài học cho anh, thì khi anh ngã ngựa vào trong tù lại cho anh một bài học. Vậy phải cảm ơn cú ngã ngựa đấy chứ, cảm ơn cái khó khăn đấy chứ. Nên cuộc đời tôi nhìn nhận lại là có ba cái dòng chảy. Dòng chảy thứ nhất là cuộc đời là một hành trình mưu sinh. Thì tôi thấy rất nhiều người bị dính cái này. Sinh ra lớn lên, đi kiếm tiền, lập gia đình, được một hai căn biệt thự rồi già rồi chết. Cuộc đời là một hành trình mưu sinh, không khác gì con thú trong rừng, không khác gì con cún mình nuôi ở nhà, nó cũng mưu sinh thôi, rồi nó già, nó chết. Hỏi đâu là ý nghĩa cuộc đời không trả lời được. Đâu là những bài học lớn trong cuộc đời không trả lời được. Thì có những cái người họ có năng lực, hoặc là có những hoàn cảnh đặc biệt hơn giúp họ nhận ra vấn đề, thì họ đúc kết lại cuộc đời là một hành trình giáo dục, cuộc đời là một trường học. Chúng ta không có dừng ở trường đại học hay trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Chúng ta bước ra cuộc đời là một trường học rất lớn, để mình tự nhận thức, mình tự giáo dục lại mình. Vậy ngay cả khi chúng ta chết, chúng ta có nhận thức được chết chúng ta đi đâu và về đâu không? Chết chúng ta mang theo được những gì không? Vậy nếu thực sự chúng ta đúc kết được những cái đó, hiểu sâu được nó, thì cái chết thực sự là có giá trị. Còn nếu chúng ta không hiểu nó, chết là một nỗi sợ, một nỗi lo lắng. Chà, đang sống sướng thế này, chết thì đau khổ biết mấy. Thế là chúng ta có mấy ngày nằm trên giường bệnh để rồi chết rồi hoang mang. Nên cuộc đời là một trường học, cuộc đời là một hành trình giáo dục, là một cái đúc kết rất hay. Tuy nhiên cái hành trình giáo dục đó nó có nhiều cấp độ. Có những người biến cái hành trình giáo dục đó quay trở về hành trình mưu sinh. Tức là họ học phát triển bản thân cả đời để kiếm tiền cả đời rồi già rồi chết. Có những người thì giáo dục cả đời, tự phát triển bản thân cả đời, để rồi bạn ấy trở thành một con người tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn, cống hiến nhiều hơn, là một cái tấm gương để cho con cháu nó noi theo, và xã hội này tốt đẹp hơn nhờ cái tấm gương đấy, nó bền vững hơn, thiên nhiên này nó bền vững hơn nhờ những tấm gương đấy. Thì đấy là một dạng. Và những cái dạng này mà nếu đi vào chiều sâu á, mà hành trình giáo dục đi vào chiều sâu, thì người ta còn một cái tên nữa gọi hay hơn là cuộc đời là một hành trình tâm linh. Cái dòng tâm thức của chúng ta đến với nhau trong cái thế giới này, để rồi cái tâm thức của chúng ta có thực sự phát triển không, nó có chiều sâu không, thì nó gọi là một hành trình tâm linh. Mình có bao giờ tìm hiểu về chiều sâu của tâm thức không? Mình có bao giờ tìm hiểu về tâm linh trên nền tảng của sự hiểu biết không, của sự thực hành không, hay là chúng ta nghe đồn thôi rồi chúng ta mê tín với nó? Thì không tốt đó. Nên có ba cái dòng chảy rất là rõ. Bạn nào mà đúc kết được thì đi sẽ nhanh hơn và sẽ hạnh phúc hơn. Cuộc đời là một hành trình mưu sinh, các bạn chỉ đi tạm 20 đến 30 tuổi thôi nhá. Cuộc đời là một trường học, là các bạn đi suốt đời và đi sâu vào hành trình giáo dục của một trường học đó. Cuộc đời là một hành trình trưởng thành về tâm linh. Ai mà đúc kết được cái dòng cuối cùng, chúc mừng các bạn. Các bạn sẽ tự nhiên trở thành một cái con người sống dễ thương hơn, sâu sắc hơn, mà sống đơn giản và biết đủ, không còn quá cầu kỳ nữa.
Và khi này các bạn bước vào một cái cánh rừng, các bạn nhìn cái cánh rừng, các bạn sẽ biết cách gìn giữ nó, không còn mong muốn tàn phá nó để kiếm tiền cho mình nữa. Vì hành trình tâm linh thì nó không cần phải đi tàn phá. Hành trình tâm linh nó không cần phải mua sắm quá nhiều. Hành trình tâm linh không phải xây quá nhiều biệt thự. Hành trình tâm linh cũng không cần phải ăn nhậu nhiều mới được gọi là thành công. Thì những anh chị nào, những bạn nào mà thực sự hiểu được cái con đường thứ ba này là chúc mừng các anh chị. Thường chỉ 3 đến 5% thôi. Đó. Còn về xây dựng văn hóa đọc thì tôi nghĩ lát nữa cái mảng này anh Phước sẽ phải chia sẻ cùng, vì anh Phước cũng là bậc thầy về xuất bản sách. Chắc chắn anh cũng sẽ trăn trở rất nhiều về văn hóa đọc. Chúng tôi triển khai văn hóa đọc cũng là chạy chật các anh chị. Và chúng tôi mới sau một thời gian chúng tôi triển khai câu lạc bộ đọc sách, review sách, rồi triển khai sách trong hệ thống trường học. Thì chúng tôi phát hiện ra một điều là đọc nhiều sách quá rất khó duy trì. Khởi điểm phải đơn giản. Cái gì khởi điểm cũng phải rất đơn giản và rất hấp dẫn thì mình mới duy trì được. Thế là về sau, cái câu lạc bộ review sách chúng tôi là cứ tháng nào cũng review một quyển, mà quyển sau nó cứ khó hơn quyển trước. Thế là lượng người đến cứ rụng dần. Ngày trước 100 người thì đến cuối năm nhiều khi còn 20 người. Sách khó quá. Vì tâm lý của ban tổ chức review sách là lựa sách hay, sách khó. Sách hay, sách khó là giai đoạn 2. Giai đoạn 1 là họ đọc sách trước. Họ cứ thích đọc sách là được. Và sách đó đừng có bậy bạ, tương đối nghiêm túc, thế là được. Sách dễ đọc, hạt giống tâm hồn, vô cùng dễ đọc. Hiểu về trái tim, vô cùng dễ đọc. Tony buổi sáng, cà phê cùng Tony, toàn những cái quyển rất dễ đọc. Tại sao chúng ta lại không dạy từ đọc những quyển đấy? Thì chúng tôi lại làm ra một bộ nó đơn giản đến một mức độ, nó là truyện tranh. Và một trang là kết thúc một câu chuyện vĩ nhân. Chúng tôi gọi bộ đó là bộ gieo hạt cùng vĩ nhân. Gieo hạt cùng vĩ nhân. Một trang thôi là kết thúc một câu chuyện. Khi kết thúc một câu chuyện, bên cạnh là nó có bức tranh vẽ để cho các con thấy màu sắc các con thích. Và ở bên dưới là chúng tôi phân tích về nhân duyên quả. Cái vĩ nhân này họ gieo cái nhân gì? Rồi cái duyên là cái điều kiện của họ trong hoàn cảnh đó là gì? Vậy cái nhân họ gieo cộng với cái hoàn cảnh đó trổ ra cái quả, họ là trở thành vĩ nhân ra sao? Sau 20 năm họ gieo nhân, họ trổ quả trở thành những người vĩ đại như thế nào? Họ có đức tính gì? Thống kê ra, phân tích cho các con đọc. Sau đó kết thúc cái phần phân tích nhân, duyên quả, cái phần yếu tố bên trong cộng cái yếu tố điều kiện bên ngoài cho ra kết quả đó. Chúng tôi đặt tiếp 3 câu hỏi tư duy cho các con. Đặt câu hỏi là theo các con là cái hiện tượng này ở ngoài xã hội thì nó giống gì cái câu chuyện đó, và con ứng dụng được cái tính cách tốt đẹp của câu chuyện đó vào trong hiện tượng này như thế nào, để cho các con nó bắt đầu nó suy nghĩ, nó mang câu chuyện vào thực tế đời sống và nó tập thực hành với cái điều đấy. Thế là ba mẹ chỉ cần cho các con đọc một trang có 5 đến 10 phút thôi, sau đó có sẵn 3 câu hỏi, có sẵn phần phân tích nhân quả cho nó tư duy, có sẵn 3 câu hỏi cho nó tư duy, và ba mẹ tập tư duy cùng các con. Mặc dù mang tiếng là truyện tranh dành cho mấy đứa trẻ, nhưng trong 3 câu hỏi tư duy luôn luôn có một câu rất khó. Câu này dành riêng cho phụ huynh và ông bà. Ông bà phụ huynh mà không suy ngẫm kỹ cũng lăn quay ra chết, nó hỏi không trả lời được đâu. Tức là chủ trương của chúng tôi là giáo dục từ con nít, giáo dục ngược lên phụ huynh. Phụ huynh phải đồng hành thì thực sự gia đình đó mới có văn hóa đọc. Phụ huynh đi nhậu, kiếm tiền, chửi thề, cạnh tranh đấu đá lẫn nhau, coi đó là cái điều tốt đẹp, mà đòi xây văn hóa đọc cho con của mình không bao giờ được. Nên chúng tôi xây dựng từ mấy đứa trẻ mà chúng tôi xây dựng ngược lên cho toàn gia đình đọc sách là vì thế. Và trong năm 2021 này là chúng tôi thành lập ra những cái đội cứ 3 người, 5 người một được đào tạo kỹ lưỡng, bài bản để đi lan tỏa ở những vùng cao. Và chúng tôi phát hiện là trẻ em vùng cao và những gia đình vùng cao họ khát khao đọc sách hơn miền xuôi. Miền xuôi quá nhiều hội thảo, có nhiều sách họ lại lười. Ở bên kia họ không có sách mà đọc, mình đến cho họ mừng lắm, xong cho thêm vài cái bánh là họ sướng lắm. Sau đó mình ngồi quây quần lại chơi với họ một lúc, cho nó đọc quyển sách, đọc được quyển sách cho nó cái bánh, đọc một trang sách cho nó cái bánh. Chơi với nhóm đó khoảng 3 tiếng đồng hồ là nó đọc hết cái quyển truyện tranh đó rồi. Và mình phát tiếp cho nó quyển khác. Mình bảo một tháng nữa thầy cô lên đây, cô chú lên đây chơi. Bạn nào trả lời được những câu hỏi khó cho cô chú trả lời, cô chú tiếp tục cho sách và tiếp tục cho quà. Thế là tự nhiên ở nhà nó hì hụi đọc sách cả tháng. Nên xây dựng này là xây dựng theo phong cách Viettel, là đánh vùng xa trước và đánh thành thị sau. Đó, thì chúng tôi đang đi cách đấy. Và những bạn nào thực sự tâm huyết
vùng cao, giáo viên vùng cao, hiệu trưởng vùng cao hoặc những cụm gia đình vùng cao mong muốn mang văn hóa đọc về, chúng tôi sẽ có người đến hỗ trợ các bạn miễn phí, sách miễn phí, công sức đi lại miễn phí, đào tạo miễn phí toàn bộ. Và nếu các anh chị làm tốt, chúng tôi tặng luôn một tủ sách cho các anh chị, vài chục, vài trăm quyển tặng luôn cho cả 5-6 cái hộ gia đình đó, để các bạn trở thành một cái điểm đọc sách cho dân cư địa phương, các bạn trở thành cánh tay nối dài của chúng tôi. Và từ đó, nếu chúng ta làm tốt theo kiểu tế bào nhân đôi, thì 5 năm, 10 năm, toàn bộ Việt Nam sẽ có văn hóa đọc.